bằng năng hoa tím vàng. Bình xe chữa cháy này. Nhìn dưới kia đang cháy nào nhỉ? Ừ. Hay nó tập nhỉ? Đạp ấy thì đẹp thôi rồi nhỉ. Có người yêu người ước hẹn hò nhỉ. Thắng xe nhỉ. Cái hàng chỗ nên đường lên Hà Nội nên Đà Lạt nhỉ. Chắc cháy nhỏ đấy. Ừ, không thấy đâu, không có thấy xe ướt đâu nhỉ. Đây danh chạy con đồi này. Ở trên núi này cũng buồn nhỉ. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Giống như cái cảnh trong phim Mộ Đom Đóm ấy nhỉ. Nhìn trong cảnh rừng rước này không thấy con đom đóm bay này nhỉ. Đấy đẹp chưa? Đoạn này đẹp đẹp nhất ở chỗ đồi Thiên Văn mà. Đây này, ở đây trước nó có cả cái dây tàu hỏa này. Cái đường bên dưới này em chưa đi, hay quành thử ra đây đi. Gần đây có một ngã rẽ này. Sợ. Đi rẽ đường này nó không rùng rợn bằng đường dưới kia. Đường kia cả những cây mọc ra giữa dòng trông. Trong đây không biết có nhà dân ở không nhỉ. Đây có nhà dân ở đây. Cái này như là đi ngược ngược cái đồi sao ấy nhỉ. Ở khu vực cái đồi Thiên Văn thì nó cũng rộng nhỉ. Đấy bướm nhiều chưa. Đây như anh trai con đội hết sao? Đi lượn nó đi qua.